Đây, em tú lại chia sẻ cho anh chị một mẫu nhà máy thái uh, nằm ở thị trấn đức hòa long an nha anh chị cái nhà này mới xong ngày hôm nay uh, đang chuẩn bị uh, lập cái mái lần trước đó, thì em tú sẽ tranh thủ quay để lập mái lên sẽ không thấy được cái uh, cái mặt tiền của căn nhà uh, giờ em tú sẽ chia sẻ rõ cho anh chị xem nha bất động sản tú bỏ an cư và đầu tư ngay chỗ thị trấn đức hòa mà lâu nay em tú chia sẻ anh chị à, chia sẻ từ cái à, móng đến sàn bê tông và kết cấu của phần thô của căn nhà anh chị à, nằm ngay trung tâm thị trấn nước hòa thì hôm nay nó đã xong anh chị à, hình dạng như thế này à, anh chị nào mà thấy cái mẫu nhà này à, 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 thích thì à, có thể à, tham khảo nha anh chị à, thì à, con đường trước nhà nó thế này anh chị đường đây à, cái nhà máy thái này thì là ngang năm và dài à, 34 anh chị à, 34 một trệt một lầu à. đây là mặt tiền của căn nhà như thế này anh chị chuẩn bị làm cái máy tre nên em tú nó chưa hoàn thiện hết em tú tranh thủ quay để cho anh chị thấy được cái mặt tiền của căn nhà nha à. nhà một trệt một lầu ngay trung tâm thị trấn đức hòa à, căn nhà này khá là dài và rộng rãi luôn anh chị à chiều dài tới uh, 34 là anh chị mà ngang năm nên căn nhà mà lên rất là đẹp luôn anh chị không phải khen chứ nhìn là vô ở trong ấy rất là đẹp nhà máy thái cao ráo và vô trong nhà là rất là mát luôn anh chị bây giờ là chủ nhà làm cái máy đó anh chị để mà để xe hơi ấy đó, còn cái này nè vô cái uh, mặt tiền thì nó như vậy như vậy anh chị À, nhà máy nhận mặt tiền nhà máy thái còn vô trong ấy là cái sân để xe hơi nha à, cái sân này khoảng là 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 bảy tám mét gì đó khoảng 8 mét chiều dài của cái sân này khoảng bảy tám mét rồi anh chị toàn bộ là ốp gạch chống trơn hết cái sân này là để xe hơi 7 chỗ nha thậm chí để xe tải cũng được nữa anh chị căn nhà này là toàn bộ cái tường là ốp gạch hết nên là rất là sạch sẽ và rất là là mát mẻ luôn anh chị à. hai bên tường ốp gạch hết từ trong ra ngoài là từ bờ, toàn bộ là sẽ ốp gạch hết cái cửa đó anh chị chưa làm xong kịp luôn à. cửa đó là cửa nhôm sifa nha à, đang gắn luôn ấy còn cái mặt tiền ở trên là đã hoàn thiện hết rồi à. anh chị nào thấy cái mẫu này mà thích đó, thì cứ à, làm à, có thể tham quan À, 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 em Tú cho tham quan rồi à, về làm hoặc là kêu thầu làm anh chị ừ, hoặc là liên hệ bên em Tú cũng nhận là xây dựng nhà ở khu vực Đức Hòa luôn nha à. ở cái cửa đó cửa nhôm sim pha đó là chuẩn bị gắn cho gắn cho cái cửa này nè à. thì vô trong phòng khách à, phòng khách thì rất là rộng anh chị tại vì sao không chiều ngang 5m nên là để được bàn ghế tiếp khách rồi nói chung là cái nhà này đầy đủ hết công năng à. À, đặc biệt cái cái nhà này là xây dựng rất là chắc chắn. À, anh chị nào mà muốn quan tâm nhà ở khu vực thị trấn Đức Hòa, Long An và nhà chất lượng cao ấy, vị trí đẹp ấy, thì à, có thể là liên hệ em tú nha, hoặc là là à, theo dõi em tú sẽ có những căn nhà chất lượng như vậy và em tú sẽ chia sẻ từ đầu đến đến cuối phần xây dựng luôn. À, bây giờ vô trong phòng khách nè anh chị, à, phòng phòng bếp chứ. À, ngay chỗ phòng bếp thì có cầu thang. Cầu thang lên cũng rất rộng anh chị, cầu thang lên đó khoảng là 1 à, m à, 2 ấy. À, còn cái bếp này này là để cái bàn ăn rất là rộng, để bàn ăn được rất là nhiều người nha, tại vì quay sẽ không thấy được đấy à, đồ đạc đồ từ lưa hết chưa có gọn lại đó anh chị. À phòng bếp như vậy. Thì à, nhà xây bên này sẽ là đầy đủ hết cái tủ bếp nha anh chị. À, mình dọn nhà vô là chỉ sắm lại nội thất và ở thôi cái à, căn nhà này thì em tú phần xây dựng em tú đã, đã chia sẻ thường thường xuyên cho anh chị á nếu anh chị nào mà theo dõi em tú sẽ biết căn nhà này á. mà trong này ở dưới sẽ có một cái phòng mà ngủ rất là rộng luôn anh chị à, anh chị nào mà ở dưới thì tiền ngủ phòng này và trong phòng sẽ sẽ có toilet luôn đây mà à, giường ghế đồ mới xong ngày hôm nay á nên là dọn lại nó không có gọn nên là quay quay ấy. nhà anh chị sẽ thấy không thoáng được đây cái toilet nó như thế này anh chị đã toilet đầy đủ hết labo bô bồn bồ, bồ, cầu đúc Đó, rồi nước nóng năng lượng mặt trời đầy đủ hết ai nhà bên bên em tú làm xây dựng nó sẽ như thế như vậy anh chị về là chỉ ở thôi và và sắm sửa lại nội thất là ở thôi anh chị còn lại mọi thứ thì em tú lo hết rồi ở nhà này thì có cái toilet ở ngoài nữa anh chị đó đi ra đó thì thì là sẽ có một cái toilet cho cho khách nữa ở ở dưới trời sẽ có một toilet cho khách à, ở ngoài thì có là cái uh, lavabo đúng không để à, đánh răng rửa mặt còn trong này nè là toilet à, phòng tắm và tô, và toilet để dành cho khách anh chị còn ở trong phòng ngủ mình nãy nó có toilet riêng rồi nha à, dán gạch lên tới trên luôn chung nhà này là, là 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 ốp gạch hết, toàn bộ tường là ốp gạch hết. còn ở cái nhà này nó dài nên ở phía sau nó có một cái sân nè anh chị, à, sân khoảng ba bốn chục mét vuông gì đó để uh, phơi đồ hoặc là lấy gió tươi hoặc là trồng rau gì đó, tùy anh chị sử dụng nha, rất là rộng luôn, cũng được ốp gạch hết, à, rất là sáng, rất là bóng luôn ấy. còn rùi bu trợt cái là té anh chị, cái <laughs> à, nhà cái nhà mà nhà phải có cái sân sau như thế này nha anh chị hoặc là một hai mét gì đó để cho nó lấy gió cho căn nhà nha chứ còn mà không có thì nhà nó bí lắm à, bây giờ đi lên trên, uh, trên lầu nha thì uh, tí nữa em tú sẽ chia sẻ cái dựng cái, cái phần xây dựng uh, móng luôn nè trong video này có cái móng của cái nhà này à, rồi cái uh, rồi cái phần xây dựng uh, cái phần mà làm sắt đổ sàn bê tông ấy lầu đó anh chị nào hơi dài nên anh chị nào muốn quan tâm nhà mà chất lượng thì sẽ coi hết cái video này sẽ biết em tú chia sẻ những cái phần chất lượng của căn nhà này như thế nào nha anh chị à, đây là một cái móng nhà một tầng một lầu à, ngang năm và dài 34 ở khu vực thị trấn đức hòa long an nè anh chị đây em tú chia sẻ cái phần sắt cho anh chị xem nha hôm trước thì em tú chia sẻ cái phần đổ chân dịch và đổ cột lên đó thì anh chị sẽ thấy là coi này so với là cái mặt ở dưới đó lên đó, đó à, không cái móng lên đó thì nó, nó tới mức một, một mét một mét mấy lần á so với mặt đường nha à, anh anh em đang đóng dáng để hôm sau sẽ đổ bê tông và cái bữa đổ bê tông thì em tú sẽ chia sẻ cho anh chị xem luôn à, đây là làm phần sắt thôi mới trước là đổ chân dịch và đổ cột lên rồi à, thì bây giờ là 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 là, là cái à, cái phần à, cái phần đổ đài kiền này làm sắt để đổ đài kiền anh chị như anh chị thấy này à, cái đà kiềng bên em tối xài xây nhà luôn á là đà sắt là sắt 18 nha anh chị. Ờ à, sắt 18 khá là là lớn ấy. Rồi à, giữa tay đai này à, từ 10 đến 15 à, phân nha. À, còn giữa cái trụ này anh chị, giữa cái, cái cái trụ cột này thì khoảng cách ấy thì bên em sẽ là có xài cột đội á, cột đỡ ở giữa đó. này. Anh chị thấy không? Chị chạy theo cái đà đây nè. nè. Chẳng hạn như cây này là cái cái, cái sắt này là là sắt cột đội. À, nên bữa hôm trước em tú quay lên đó anh chị thấy rất là là nhiều 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 trụ đúng không ạ đó, nó là có những trụ chính giống như trụ chính này đó đây là trụ chính còn và bà, bà, trụ chính sẽ có cái đà ngang chạy qua bên kia bên kia đối diện cũng vậy à, thì là, là 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 trụ chính để chạy qua sau này là, là có đà ngang nữa và để có một cái nhà chắc chắn ấy thì chắc chắc chắn một cái điều là cái uh, móng nhà nó phải chắc thì cái nhà nó mới chắc được anh chị thấy không đó anh tú đi dòng cho anh chị xem sắt anh chị thấy nè nhưng bữa trước anh tú chia sẻ rồi sắt cũng này là sắt 10 sắt trụ đó là sắt 16 nha còn sắt đà này nè đó sắt đà như thế này là nó là sắt 18 khoảng cách giữa tay đai á, từ 10 đến 15 nha anh chị à. cái nhà này thì bên em tú xây bán bên thị trắng đức hòa long an à, cái nhà này có chiều ngang là ngang ngang, ngang 5 m dài 34 anh chị sang có sân trước sân sau luôn nhà một trệt một lầu bốn phòng ngủ sang để xe hơi và sân sau để trồng cây hoặc là phơi đồ gì đó tùy à. một cái bóng nhà bên em làm nó là sẽ như thế này nha anh chị à. anh chị uh, coi những cái video của em tú cái xong này mà mua những cái nhà mà em tú bán như thế này thì cũng là an tâm đúng không tại vì mua cái nhà ở cái đời đúng không anh chị à. Đó, anh chị vừa xem xong là phần kết cấu của cái móng nhà đúng không? Bây giờ đi lên trên lầu nè, em Tú sẽ chia sẻ cái cái phần trên lầu, nội thất trên lầu. Đó, cái, cái cầu thang này cũng khá rộng anh chị nha. Cầu thang này đưa đồ đồ là, là, là vô tư. Đó, đặc biệt là có cái cái thông tầng nè, cái giếng trời đó. Lấy sáng và là lấy không khí nha. À, làm cho cái nhà mình đã luôn luôn sáng và thoáng nhà anh chị, ngay cầu thang luôn. á Chỗ nãy em Tú chỉ trên đó là đổ sàn bê tông luôn đó nha. Để nước và để mấy cái đồ nặng ở trên đó đó còn cái cầu thang nó tới một mét hai gì anh chị rất là rộng luôn á nha ừ, thì lên trên à, lên trên thì là sẽ là là là, là tại vì nhà này một tầng một lầu mà đó chỗ này thì anh chị có thể là làm phòng thờ hay là làm phòng gì tùy tùy anh chị đó ha đó thiết kế nó như thế như, như vậy à, còn đi tới này thì sẽ có một cái phòng ngủ nữa này ở trên, ở trên lầu này có ba cái phòng lận nha anh chị à, đây là phòng ngủ đó để để giường sẵn luôn rồi đó à toàn bộ ốp gạch hết luôn. Vô cái nhà này mát lạnh anh chị. <laughs> Rất là mát luôn. Ngay cái phòng này cũng có toilet ở trong luôn. À, anh chị thấy không? Cái cửa mở đó là toilet nha. À, mỗi phòng đều có mỗi toilet hết. Ừ. Có toilet, có vòi nước đầy đủ hết. Có cái đường ống đồng để sẵn mình về chỉ lắp uh, máy lạnh vô là xài thôi. À cái nhà này nằm ngay chỗ trung tâm thị trấn Đức Hòa, Long An đó anh chị. À, có cửa bên hông nữa à, bây giờ đi tới tiếp thì lại sẽ có một cái phòng ngủ nữa thứ hai ở trên lầu nữa anh chị á à, lộn cái cái toilet cái toilet này thì xài ở ngoài à, ai đi ở ngoài thì đi nha toilet bô bô đầy đủ à, ở ngoài uhm, toàn bộ là đều có nước nóng năng lượng mặt trời hết nha anh chị tại vì nhà nhà cao cấp như thế này là phải có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời để anh chị tắm hết mùa, mùa lạnh đó trong này sẽ có một phòng ngủ nữa nè thứ hai ở trên lầu à, giường anh chị rồi cũng có uh, toilet ở trong luôn ống đồng chưa sẵn rồi đó, mình về mình lắp máy lạnh thôi không cần phải đục tường nữa anh chị. và toilet toilet thì nó cũng đầy đủ hết. phòng này phòng cuối nên là nó sẽ có cái ban công ở ngoài và có cửa sổ mở ra cho nó thoáng đó anh chị. À. À, toilet như thế này. rồi nước nóng năng lượng mặt trời. nói chung nhà bây giờ là phải có hệ thống nước nóng nha anh chị để tắm mùa lạnh. À, tốt cho sức khỏe mà. nhà này vị trí khá đẹp ngay chỗ trung tâm thị trấn Đức Hòa à, Long An anh chị đây cái ban công sau này anh chị à, anh chị thấy ban công sau không à, anh chị đã trên lầu mở cửa này là thoáng hết cả cái cái phần lầu luôn còn này có vòi nước này anh chị muốn trồng cây thì sẽ lấy cái vòi nước đó tưới cây nha à, để cây cho nó có không gian xanh nữa. còn ở dưới này là cái cái xăng hồi nãy em tú xăng sâu á hồi nãy em tú chia sẻ đó À còn hướng anh tại em Tú chỉ là trường cấp 3 Đức Hòa. Sắp tới em Tú bên em Tú sẽ ra một căn nhà là ngang 4,5m dài 28 ngay ngay chỗ cái trường cấp 3 Đức Hòa luôn. Anh chị nào mà có con học á thì hãy theo dõi em Tú để mà theo dõi cái phần xây dựng. À còn muốn muốn mua nhà ngay trường cấp 3 thì khoảng 4 5 tháng nữa bên em Tú sẽ ra một cái nhà ngay chỗ trường cấp 3 trung tâm thị trấn Đức Hòa. Chỗ đó thì có trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 đầy đủ luôn. À khoảng 5 tháng nữa là bên em Tú sẽ ra một căn nhà ở đó. Đó. À thì là căn nhà mới bên tối ra sẽ là bốn mét rưỡi và dài là 28 mươi tám m nha anh chị ừ. bây giờ đi lên trên nè phía trên đó thì là còn một cái phòng nữa cái phòng này thì em tú không biết để làm gì luôn thì chẳng hạn như hạn như để là <laughs> mình tiếp khách hoặc là mình làm phòng riêng hát karaoke hoặc là phòng đọc sách hoặc là phòng để tư liệu gì đó tùy nó khá là rộng tại vì cái nhà này là đang lau chùi ở dưới nên dọn bàn ở đây này á phòng này khá rộng anh chị phòng này phòng mặt tiền nha ừ. anh chị muốn để gì để tùy có thể là làm phòng karaoke riêng cho nó kín hoặc là phòng 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 riêng phòng làm việc anh chị phòng đọc sách của mình đấy à, thì là là để tư liệu rồi thì đến phòng này á à, khoảng anh chị xem hết cốc này em tú sẽ chia sẻ cái phần mà đổ cái sàn bê tông cho các căn nhà này đó à, để anh chị biết được cái là cái sàn bê tông mình cái sàn nhà mình là sàn thiệt hay sàn giả và chất lượng của cái sàn như thế nào nha anh chị À, trước mặt anh chị đó, đó, là, đó, là cái nhà ba Đức Hòa đó công viên giỏi dân tầng đó anh chị bên em tú thì chuyên xây nhà bán ở khu vực thị trấn Đức Hòa mà đặc biệt là vị trí đẹp không nha anh chị à, sắp tới sẽ ra một căn nhà bốn mét rưỡi và 28 ngay chỗ trung tâm trường cấp 1 cấp 2 cấp 3 của Đức Hòa à. và bây giờ em tú sẽ chia sẻ cái sàn bê tông của cái lầu này cho anh chị xem nha đây à, trước khi mà bên em tú sẽ đổ cái sàn bê tông cho căn nhà lầu này á À, thì bên anh tú sẽ chia sẻ lại cái uh, cái cốt thép uh, nghĩa là cái uh, cái sắt của cái sàn uh, bê tông uh, cho anh chị uh, xem để anh chị biết uh, là kết cấu của căn nhà mà sau này anh chị uh, mua căn nhà này của bên anh tú nha uh, thì uh, trước bữa nay ấy là sẽ hoàn thiện hết rồi anh chị cái sàn sắt này đã hoàn thiện hết rồi thì là là hôm sau sẽ là đổ 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 sàn bê tông cho căn nhà lầu một trệt một lầu ở thị trấn Đức Hòa Long An đó anh chị thì nó sẽ như thế này toàn bộ cái sắt là sẽ đây là quan chỉnh đó anh chị à, là làm hôm sau sẽ là đổ bê tông sàn cho cái cái sàn này à... thì là chỗ cái hướng anh tay em tú chị đứng đây này là cái công viên giỏi dần tầng của thị trấn Đức Hòa đó anh chị à, thì cái nhà này nó đầy đủ hết tiện ích sát bên công viên và sau này đứng từ ban công này chỉ chiêm ngưỡng công viên và đi bộ ra này à, cũng còn phê uống trà sữa đi tập thể dục ở đó mà rồi bây giờ sẽ à, chuyển lại camera và quay à, từng chi tiết của cái sàn à, sắt này cho anh chị xem nha anh chị ha ai à, toàn bộ nó sẽ như thế này anh chị à, anh chị thấy không cái này là cái vỉ này vỉ sàn này anh em túi dài à, sắt là sắt việt nhật luôn nha anh chị à, như thế này sắt việt nhật mà là hai lớp vỉ nha à, anh em tú đổ sàn này sẽ là 11 phân nha bê tông sẽ dày lên 11 phân sắt như thế này à, sắt việt nhật đây này đó là sắt vỉ này nha sắt vỉ như thế này bây giờ em tú sẽ chia sẻ cho anh chị thấy là cái uh, sắc sắt đà, đà này đây đà ha không sắt đà là sẽ sắt 18 nha anh chị à, ngay chỗ những cái nách cột này à, những cái nách trụ cột này này là bên em sẽ tăng cường thêm sắt nữa đó anh chị thấy sắt tăng cường không à, cho nó khỏi uh, cho nó gánh chịu lực á khỏi xé 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 nách đó đây và sắt nó sẽ như thế này anh chị đó là sắt đà sắt đà thì bên em tú sẽ là làm sắt đà mười mười tám nha toàn bộ sắt việt nhật à, nó sẽ như thế này anh chị À, đi à, một vòng cho anh chị xem không? đó à, thì mấy chỗ cái cái nách cột này, đó cái chỗ sắt này là để lên lên trụ vài bữa nó say lầu này, còn nhỏ chỗ cái nách cột này nè mà tăng cường nè anh chị, không? tăng cường nè, à, tăng cường thêm, à, và đây là đàn ngang tiếp này, à, thì sẽ sắt nó như thế này, à, thì là sắt việt nhật và sắt à, à, sắt à, 10 à, 18 à nên là khi mà khi mà cái à, chị mua nhà thì sẽ sang sẽ tâm nha Bạn nên nhớ là tiền nào của đó nha anh chị ha chứ à, đây toàn bộ sắt nó sẽ như thế này à, và ngày chủ nhật bên em tú sẽ đổ bê tông anh chị nào muốn đi xem thì liên hệ em tú sẽ cho anh chị đi tham khảo nha à, toàn bộ sắt à, đây này chỗ đó cũng tăng cường thì ra đây nè anh chị thấy đà không à, đà nó như thế này và vĩ là sẽ hai lớp và sắc 10 rồi sắc việt nhật hết à. thì giờ đi lại cầu thang chỗ cầu thang sẽ đặc biệt hơn anh chị chỗ cầu thang là sẽ đặc biệt hơn tại sao đó, chỗ cầu thang là nó chịu lực cả cua của cái cái bậc cầu thang luôn nên đây là sắt tăng cường sẽ nhiều hơn này anh chị và lớn hơn. đặc biệt chỗ sắt cầu thang này á là sẽ là mà sắt uh, 20 luôn và tăng cường thêm nữa. anh chị biết sao không? À, là để nó, uh, nó 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 gánh thêm cầu thang, à, gánh lên thêm cầu thang. này thì hôm nay là làm uh, sắt sàn xong rồi đặt điện luôn. Là hôm sau là sẽ đổ đổ bê tông sàn. Đó anh chị thấy không? Sắt chỗ này sẽ nó khác khác tại vì sắt cầu thang á là sắt 20 luôn. À, và đi từ trên xuống dưới cho anh chị xem. À, nó như thế này toàn bộ này. À, thì mua nhà em Tú thì sau em Tú sẽ gửi toàn bộ cái cái dữ liệu mà kết cấu xây dựng của cái nhà này cho anh chị xem luôn nha. Đây thì ở thị trắng Đức Hòa Long An sát bên ngã ba Đức Hòa đó anh chị sát bên ngã ba Đức Hòa luôn đây đây là cái sàn thì bên em Tú đã đổ xong rồi nè sàn bê tâm. À, sắt thì em Tú chia sẻ video khác rồi đó trước đó anh chị thấy không cái vàng mà trụ để lên chuẩn bị xây cái lầu trên á anh chị thấy nó nhiều không? dày không? toàn bộ cái vàng trụ này là bên em Tú là xài sắt Việt Nhật hết luôn nha à, như thế này đó anh chị à, anh thấy ghê không? đây em tú đang đứng đi nắp nhà nè anh chị à, cái nhà mà ngang ngang năm dài 34 mươi à, hôm nay thì là chia sẻ cho anh chị biết là là tiếp tục cái phần mà cuối cùng của phần thô là như thế nào đó à, anh chị thấy không toàn bộ cái ở trên đó, đó là đi không bị bên em tú sẽ đổ cái đà đà này đà là dằn lại hết dằn để vài bữa nó thả sắt để lụp máy tô đó anh chị à, cho nhà mình nó chắc và bao hết lại thì là cái nhà mình nó sẽ cứng hơn nha chị mấy cái trụ kết nối mấy cái trụ này lại á à, mấy cái cột lại À, còn ở phía trước đây này, này. Các phía trước này thì bên tú sẽ là là, là làm bán sói và làm máy thái à, cái máy thái ở phía trước này khá là khá là 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 là, là lớn luôn còn ở chỗ đây chỗ em tú đang đứng cái này à, đây là sẽ đổ bê tông anh chị ngay chỗ cầu thang đổ bê tông để bồn nước rồi là để cái nóc của cầu thang và bên này nữa đặc biệt anh chị nó sẽ có cái đây cái giếng uh, trời để thông uh, thông uh, thông nhà à, bây giờ chờ em tú sẽ quay kỹ lại cho anh chị xem nha đây nè là cái phần ở trên máy đó anh chị ở trên máy trên uh, trên cùng của chỗ cầu thang đi lên đó thì bên em tú sẽ đổ một cái sàn bê tông như vậy anh chị ha một cái sàn bê tông uh, sắt sẽ lớn hơn nữa sắt này sẽ sắt là 20 luôn sắt đà là sắt 20 luôn toàn bộ cho cái sàn này thì là sẽ để là bồn nước này rồi à, vàng năng lượng mặt trời nè rồi máy lạnh nữa sẽ tập, sẽ tập trung về chỗ này anh chị à, chứ bên em tú sẽ không có để trên máy tôn à, máy tôn nó sẽ nhịp và nó hư cái máy tôn anh chị lâu ngày sắt mưa nắng rồi nước nó chảy xuống nó sẽ hư máy tôn và máy tôn thì sẽ chịu lực không nổi à, toàn bộ vàng nước nóng này rồi vàng máy lạnh này rồi à, nước sinh hoạt sẽ để trên cái sàn bê tông này nha anh chị sàn này cũng à, sắt à, 12 lớp vỉ tăng cường thêm sắt 20 anh chị. Còn đà này là toàn bộ là để là sắt uh, 20 hết. Đó, cái đà mà để uh, đổ cái sàn này là sắt 20 luôn nha anh chị. Bên em làm việc nhật. À, còn chỗ cái này. Cái này cái ô này á, là sẽ là cái ô uh, thông tầng này cái ô giếng uh, trời anh chị để lấy sáng và lấy không khí vô nhà mình đó. Đó. Anh chị thấy không? Mấy cái chỗ cái nách này bên em sẽ là tăng cường sắt Thêm rất là nhiều luôn, à, tăng cường cái nách để nó không không bị xé nách anh chị. Còn cái đây, đây là cái à, cái máng gọi là máng máng này, cái máng để mà à, cái máy thái. Tại vì ở phía trước đó anh chị, à, nó sẽ là cái máy thái xuống đây, nước sẽ chảy xuống cây cái, cái máng cái máng này nha anh chị. à, mới... à cái tay em tú chỉ là ngay chỗ trung tâm thị trấn đức hòa nha anh chị còn ở đây là chuẩn bị làm máy nè anh tú tranh thủ quay nhà này là bên em tú đã bán rồi nha anh chị lúc mà xây dựng phần thô ấy, thì em tú bên em tú đã bán rồi đã nhận cọc người ta hết rồi bây giờ là chia sẻ cho anh chị tham khảo thôi nha thì sắp tới bên em tú sẽ ra một căn nhà là bốn mét rưỡi ngang là bốn mét rưỡi dài là 28 mươi tám mét nó cũng nằm ngay trung tâm thị trấn đức hòa luôn À, Long An nha anh chị à, Đất ở đô thị và nằm ngay chỗ trung tâm cách khoảng 500m là có trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 Đó, nên là ra một căn nhà 4 mét rưỡi dài 28 Anh chị nào mà quan tâm á, thì theo dõi em Tú Để em Tú sẽ chia sẻ toàn bộ cái phần mà xây dựng ở trên kênh này Đó, thì lúc anh chị mua nhà thì sẽ là an tâm à, Và đảm bảo là một căn nhà đẹp và cực kỳ chất lượng à, thì và và đặc biệt là cái vị trí đẹp nha anh chị